Chào mừng bạn đến với channel trải nghiệm game. Đường mid luôn được đánh giá là vị trí quan trọng bậc nhất trong liên quân. Bạn có thể lựa chọn một đội hình không có xạ thủ hay đấu sĩ thay cho sát thủ đi rừng, nhưng chẳng bao giờ có thể thiếu vắng đi hình bóng của các pháp sư trong đội hình. Nói như vậy là đủ hiểu các vị tướng pháp sư trong liên quân có tầm ảnh hưởng ra sao rồi. Và trên thực tế thì lượng sát thương mà các vị tướng pháp sư này mang lại cho ngói tranh có thể sánh ngang hoặc thậm chí còn vượt trội gấp đôi so với các xạ thủ cơ. Tuy nhiên, không phải cứ vị tướng pháp sư nào thông dụng và mạnh ở trong đấu giải đấu đanh thì đều nhận được sự ưa chuộng của nhiều kiện tướng đâu nhé. Cùng tìm hiểu top 5 pháp sư được các kiện tướng dành nhiều tình cảm nhất trong năm 2017. Nào bắt đầu! Top 5 Illumia. Ngay từ thời điểm mới ra mắt, Illumia nhận được rất nhiều sự chú ý từ nhiều kiện tướng. Và trong suốt một năm vừa qua, tuy không có giai đoạn nào thực sự nổi bật và không trở nên thông dụng tại các giải đấu hay các trận xếp hạng, nhưng nữ thần ánh sáng này luôn là cái tên được nhiều sự chú ý và yêu quý của các kiện tướng. Bộ chiêu thức của Illumia không có gì quá đặc biệt nếu không muốn nói là khá khó sử dụng. Tuy nhiên, chiêu cuối thần trận của cô nàng lại luôn tiềm ẩn sự bất ngờ và khả năng tạo nên điều kỳ diệu một cách không tưởng. Đây là một trong các chiêu thức lợi hại nhất có khả năng cướp dòng kinh công đầy thần thánh. Thêm vào đó, các kẻ địch đang yếu máu luôn phải đối mặt với hiểm họa rình rập khi thần trận có thể kết thúc chúng, cho dù Illumia đang ở xa hàng nghìn km đi chăng nữa. Cộng thêm việc sở hữu khá nhiều bộ skin bắt mắt cùng dáng đi thướt tha uyển chuyển, Illumia nhận được sự quan tâm của nhiều kiện tướng cũng chẳng có gì là xa lạ cả. Top 4 Rat. Nếu muốn tìm một vị tướng pháp sư yêu cầu kỹ năng cá nhân cao nhất từ các kiện tướng, đó chỉ có thể là Rat. Phải biết rằng đa phần các tướng pháp sư đều có kỹ năng định hướng khó sử dụng, nhưng chẳng ai phức tạp như hắn ta. Đầu tiên, cú đấm chân không không chỉ có thời gian hồi chiêu tương đối ngắn mà còn giúp cho Rat có thể sử dụng liên tục để câu dỉa đối thủ. Thêm vào đó, cú đấm thăng hoa cùng tả xung hữu đột mang lại lượng hiệu ứng vô cùng lớn lên nhiều kẻ địch đối thủ cùng lúc. Nhưng người chơi Rat cần phải lưu ý rằng hai chiêu thức kể trên sẽ giúp hắn ta bay vào thẳng đội hình đối thủ, mà với lượng giáp mỏng manh như thế, không ngạc nhiên nếu Rat bốc hơi chỉ trong nỗi nhạc khi lao vào không hợp lý. Nhưng nếu phát huy được tối đa sức mạnh của mình, chẳng ai ngờ được rằng Rat là vị tướng pháp sư sát thủ khó chịu bậc nhất tại liên quân. Top 3 Preta. Nếu muốn tìm hiểu một pháp sư dị nhất trong liên quân thì xin chúc mừng bạn, Preta chính là lựa chọn chuẩn xác rồi đó. Chẳng phải là kiểu pháp sư cổ điển thông thường, chẳng phải là kiểu sát thủ phổ biến gần đây, Preta là vị tướng chẳng mang bất kỳ phong cách giống ai. Khi mới ra mắt, nhiều game thủ thậm chí còn chẳng thèm lên các trang bị đồ phép cho Preta. Thay vào đó là cái trang bị như thánh kiếm, song đao bão tát và các món đồ tăng sát thương vật lý, chí mạng, tốc đánh lại là sự lựa chọn tối ưu cho chúa tể của binh đoàn xạ đoạn. Và với lối chơi dị hợm ấy, Preta từng có thời làm khuynh đảo thế giới liên quân. Chỉ tới khi nhà phát hành bắt đầu đưa ra các điều chỉnh và hướng các kiện tướng tới việc sử dụng Preta theo phong cách pháp sư thuần túy thì độ bá đạo của hắn ta mới giảm bớt đi, nhưng vẫn là sự lựa chọn ưa thích của nhiều kiện tướng tại thời điểm hiện tại bây giờ. Top 2 Rauriel. Tương tự như Illumia, thiên sứ Rauriel là một cái tên tương đối quen mặt và khá nổi bật trong một năm vừa qua. Không mất quá nhiều thời gian kể từ khi ra mắt, Rauriel chiếm trọn tình cảm của nhiều kiện tướng liên quân, và cô nàng này dường như được sinh ra để tỏa sáng. Khi mà tận bây giờ, Rauriel luôn là một hot pick tại các giải đấu chuyên nghiệp có cho mình khả năng cơ động bậc nhất trong các vị tướng pháp sư. Rauriel có thể thích nghi với mọi sơ đồ chiến thuật của các đội, dồn sát thương đơn hay là nhiều mục tiêu đều ok, thậm chí là xâm nhập và gây rối đội hình đối thủ đều không hề tồi. Đặc biệt khi cầm phép bổ trợ bất tử hoặc là thánh tẩy, Rauriel đích thị là con bài tẩy cho các vị trí pháp sư mà bất kỳ người chơi đường mid nào đều hướng tới. Tuy bị thay đổi nhiều về sức mạnh so với trước khi ra mắt, nhưng không vì vậy mà độ bá của Rauriel có phần giảm đi đâu nhé. Top 1 Natalia. Nếu cần tìm một vị tướng pháp sư theo xu hướng truyền thống, tức là thiên về việc gây sát thương, hiệu ứng tầm xa trên diện rộng và cấu rỉa, nhiều người có thể nghĩ ngay tới Natalia. Không mang các hình ảnh sáng chói như Illumia và chẳng bay bổng như Rauriel, Natalia nổi tiếng bởi chính sức mạnh và sự thực dụng cùng độ hiệu quả của mình. Chẳng có vị tướng nào trong liên quân có thể làm được tốt như Natalia khi cô nàng này hoàn toàn clear một đợt quái trong tích tắc ở cấp độ 2. Lượng sát thương mà Natalia gây ra thì khỏi phải bàn, nhất là khi có sớm tia sáng tử vong, sức phá hủy của Natalia càng thăng thêm gấp bội.
và nếu để hắn ta có một vị trí thoải mái xả chiêu thức trong ngoài tranh, đó là thảm họa dành cho đối thủ. Trên đây là 5 vị tướng được yêu thích nhất trong năm 2017 vừa qua. Chúng ta vừa tổng kết lại một năm để mà chờ đón một năm mới theo Tết âm của người Việt Nam. Đây thực sự là một tin tuyệt vời cho anh em. Có thể nhiều bạn đang thắc mắc tại sao một số vị tướng nổi tiếng lại không được ưa thích tại đây. Tại vì các bạn ơi, không phải vị tướng nào mạnh ở trong đấu giải hay đấu rank thì đều được ưa thích cả đâu. Tại vì phần đông các vị tướng luôn chọn theo điều ngược lại mà thôi. Trên đây là top 5 vị tướng Pháp Sư được yêu thích nhất. Nếu đồng quan điểm hoặc có ý kiến cá nhân, nhớ bình luận dưới video nhé. Và nếu thay đừng quên đăng ký kênh, like và share video vì nó hoàn toàn miễn phí. Nhưng đó chính là niềm động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Ma nằm xuống đây luôn đi. Ấy, có đấy phụ nào bạn ơi. Emmy. Hay lắm bạn Hiền. Lùi về mấy bác ơi, hay lắm ngộ. Được rồi, anh ngộ. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí. Và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để sau khi ad gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó, đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.